Xin chào, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với FPT Shop Channel. Vừa qua thì Realme đã mang đến một chiếc smartphone mới trong phân khúc giá rẻ trên thị trường Việt Nam với tên gọi là Realme 5i. Chiếc smartphone này thì giá nó cũng sẽ rất là rẻ thôi, nhưng mà nó có rất là nhiều những cái điểm mạnh như chúng ta có thể đọc ở phía sau, như là pin 5000 mAh nè, rồi đến tận 4 camera sau và cả con chip Snapdragon 665 nữa. Và cụ thể thì chiếc Realme 5i này nó sẽ có một cái ngoại hình như thế nào thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn khui hộp của nó luôn nha. Các bạn, chúng ta khui hộp ra thì đầu tiên sẽ là một cái hộp nhỏ nữa. Trong đây thì sẽ có sách hướng dẫn sử dụng và một que chọc SIM. Và sản phẩm này thì sẽ không tặng kèm ốp lưng trong cho các bạn. Tiếp theo sẽ là chiếc Realme 5i và mình đang có đây là phiên bản màu xanh dương. Hai phụ kiện cuối cùng trong hộp là một củ sạc thường và một cáp sạc micro USB thôi. Sản phẩm này thì chúng ta sẽ không được tặng kèm tai nghe nha. Nếu như bạn nào đã biết về chiếc Realme 5 rồi thì có thể thấy là chiếc Realme 5i này sở hữu một cái ngôn ngữ thiết kế tương đồng với lại chiếc Realme 5 luôn. Có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái mặt lưng với 4 camera phía sau nè và một cái màn hình phía trước được làm theo kiểu giọt nước. Tuy nhiên thì màn hình giọt nước trên chiếc Realme 5i này nó sẽ khác một chút xíu so với những màn hình mà chúng ta đã từng thấy trước đây. Đó chính là nó khá là dài, bởi vì nó mang trên mình một cái tỷ lệ là 29 lận so với tỷ lệ là 18:9 hoặc là 18:59 mà chúng ta thường thấy trên những mẫu điện thoại gần đây. Với cái tỷ lệ màn hình này á, thì ban đầu các bạn sử dụng thì sẽ hơi lạo chút xíu. Tuy nhiên khi mà sử dụng một thời gian á, thì các bạn sẽ cảm thấy nó rất là đã. Màn hình trên chiếc Realme 5i này sẽ có kích thước là 6.52 inch. Và mặc dù độ phân giải của nó chỉ dừng lại ở HD Plus thôi, nhưng mà những cái trải nghiệm của mình trên chiếc màn hình này vẫn rất là tốt. Khi mà mình xem những cái MV nè, hay những cái bộ phim trên web á, thì nó vẫn cho một cái hiển thị rất là đẹp mắt, màu sắc rất là nổi bật như các bạn có thể thấy trong cái giao diện của nó ở đây. Màu sắc cực kỳ là nịnh mắt luôn. Và với màn hình 29 này á, các bạn xem những cái MV mà kiểu nó làm dài dài 29 á, thì nó sẽ full ra màn hình luôn. Nó đẹp hơn khi mà các bạn sử dụng những cái màn hình tỷ lệ ngắn hơn. Những cảnh viền xung quanh của màn hình cũng được làm rất là mỏng, chỉ có cái cạnh dưới thì hơi dày một chút xíu thôi. Và đây là một cái điều không thể tránh trên những chiếc smartphone Android mà làm tràn viền rồi. Cái cạnh dưới này thì nó luôn hơi dày một chút xíu so với những cạnh còn lại. Quay trở ra mặt sau thì Realme 5i sẽ có mặt sau được làm bằng chất liệu nhựa, và khác với dòng Realme 5, thay vì nó được làm theo kiểu cắt kim cương và bóng loáng thì Realme 5i sẽ được làm nhám và nó sẽ có những cái họa tiết giống như là những cái họa tiết gen trên những chiếc Asus mà các bạn có thể liên tưởng. Nhưng mà thay vì là những cái vòng tròn á, bây giờ nó là những cái đường gợn sóng tạo ra một cái họa tiết cũng như là những cái hiệu ứng màu sắc rất là đẹp mắt như các bạn có thể thấy ở đây. Một cái điểm mạnh rất là lớn của cách hoàn thiện này đó chính là máy sẽ không bao giờ bám vân tay khi mà các bạn cầm máy để mà sử dụng, giống như là những chiếc smartphone mà được làm bóng loáng hoặc là được sử dụng chất liệu bằng kính trước đây thì nó sẽ bám vân tay rất là nhiều. Giống như là chiếc Realme 5 thì Realme 5i cũng sẽ được trang bị bộ 4 camera ở mặt sau của sản phẩm với thông số tương đương luôn. Chúng ta sẽ có camera chính độ phân giải là 12 MP, một camera 8 MP góc siêu rộng, một camera 20 MP để cho các bạn có thể chụp ảnh macro, và cuối cùng là một camera 20 MP để hỗ trợ cho các bạn chụp ảnh xóa phông. Và về số lượng là như vậy, nhưng mà về chất lượng như thế nào? Với cụm 4 camera như vậy thì bên trong máy sẽ hỗ trợ cho các bạn đầy đủ những cái tính năng chụp ảnh mà các bạn cần để sử dụng luôn. Như là mình đang có đây là ở camera góc siêu rộng của máy thì vẫn cho một cái chất lượng rất là tốt. Khi mà mình chuyển qua camera chụp thường á, thì các bạn có thể zoom 1x, 2x và zoom 5x. Bên cạnh đó thì với camera chụp siêu macro thì các bạn có thể chụp những cái bức ảnh cận cảnh rất là ấn tượng. Về chất lượng thì mình đã có thử chụp một số tấm ảnh chân dung trên chiếc Realme 5i này thì máy cho một cái thời gian xử lý rất là nhanh, cũng như là background được làm khá là mịn màng, không có bị cắt quá là giả. Với tính năng chụp ảnh macro thì máy cho một cái khoảng cách lấy nét rất là cận. Mặc dù mình nghĩ là các bạn cũng sẽ không có thường xuyên sử dụng tính năng này đâu, tuy nhiên thì có nó cũng như là có thêm một cái tùy chọn cho các bạn. Bên cạnh 4 camera ở phía sau thì chúng ta sẽ có thêm một camera selfie ở phía trước với độ phân giải là 8 MP. Về cấu hình thì chiếc Realme 5i sẽ có cấu hình tương đương với Realme 5 luôn. Chúng ta sẽ có con chip Snapdragon 665 và phiên bản mình đang trên tay cho các bạn là phiên bản có tùy chọn là 4GB RAM và 64GB ROM. Các bạn hoàn toàn có thể mở rộng bộ nhớ lưu trữ thông qua thẻ microSD nha. Về pin thì máy sẽ được trang bị viên pin là 5000 mAh cho một cái thời gian sử dụng rất là lâu. Tuy nhiên một cái điểm rất là đáng tiếc là Realme không hỗ trợ sạc nhanh cho sản phẩm này, mà các bạn chỉ được sạc 10W thông thường thôi. Cho nên là các bạn sẽ phải dành thời gian hơi lâu một chút xíu để sạc cho máy. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta sử dụng thì cũng sử dụng được rất là lâu.
Và vừa rồi thì mình đã trên tay nhanh chiếc Realme 5i đến cho các bạn. Chúng ta sẽ có hai phiên bản màu cho các bạn lựa chọn, là phiên bản màu xanh dương như mình đang có ở đây, và các bạn sẽ có thêm một cái phiên bản màu xanh lá cây nữa. Thì đây là một chiếc smartphone trong phân khúc giá rẻ với rất là nhiều những cái điểm mạnh cho các bạn có thể lựa chọn. Nếu như bạn nào yêu thích chiếc Realme 5i này và muốn tìm hiểu thêm thì mình sẽ để link của sản phẩm bên dưới phần mô tả nha. Và không biết là các bạn cảm nhận như thế nào về chiếc smartphone này, hãy chia sẻ ý kiến cùng mình bên phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.